Hôm nay là ngày 30 Tết thôi. Gia đình mình có làm mâm cơm để cúng ông bà. Đây. Thì mâm cơm mà người Việt mình hay cúng là mình có thịt kho hột vịt, thì dưa cải, cái này kêu bằng gì, giò thủ hả? Giò thủ, chả Giò thủ, lụa, chả lụa, dưa lỗ tai heo. dưa thái heo. Đây, Ok. đây. Alex, xin đi. Dạ thưa ông bà, hôm nay là 30 Tết, phải gì đó. Con cầu ông bà cho ông bà phù hộ cho con, phù hộ cho con khỏe mạnh, khỏe mạnh, mau lớn, mạnh, học giỏi, học giỏi, thông minh, thông minh, sáng suốt, sáng suốt. Con cảm ơn ông bà. Tôi cảm ơn ông bà. Ông bà về ăn cơm phù hộ cho con. Phù hộ gia đình con. Con khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Để mẹ đốt nha. Để mẹ đốt nha. Dạ. Đây. Alex cúng rồi đó nha. Alex kêu chị hai, kêu Crystal xuống lại đi. Crystal, kêu xuống lại. Thì Tết đây cũng có đầy đủ mà, có bánh tét nè ha, bánh chưng, rồi bánh mứt đồ này nọ, dưa hấu, đủ thứ hết à. Cũng đâu có thua gì Việt Nam đúng không? Ở đây bây giờ có đầy đủ hết à. Bông cúc. Rồi tới Crystal cầu nguyện kìa. Mỗi người cây là tự ngáy nóng nha con. Rồi mỗi người cây Crystal cầu nguyện, Crystal pray nha. Con pray là con cầu ông bà phù hộ cho con học giỏi, mau lớn, khỏe mạnh, ok, thông minh. So you wish. Yeah, you wish. Okay. One you. One Alex, be careful, Alex. Okay. Okay, you have to put your phone down. Put your phone down. Crystal làm gì nè? Okay. Let's go. Yeah. Yeah. Crystal không cầu nguyện gì sao? Oh, pray chưa? I did. Yes, you did. You say something. Pray. What? I already did. She pray by herself. I pray in my mind. Có lại đi. Có lại đi. Crystal lại. Hả lịch lại luôn. Lại nè. Yeah. Smoke. Yeah. It's okay. Thank you, con. Có ăn gì nữa không? No thanks, I'm completely full. Okay, you can play. Are you sure, Crystal? Yes, I'm pretty sure. Okay. I'm pretty sure I prayed and ate. Okay. Nước lạnh. Tết nhất chỉ có nhiêu đó bạn ơi, cúng kiến ông bà và lì xì cho mấy nhỏ. Hồi nãy có ai lì xì, nó cầm hai bịch bao lì xì. Bà ngoại lì xì đứa, bà ngoại
Hoài lì xì hai cái, hoài lì xì hai cái. Sao cúng toàn cúng món nhậu không ta? Do you want baby?